Kính thưa quý vị và các bạn, dù pháp luật quy định các mức xử phạt rõ ràng, nhưng thực tế cho thấy tình trạng người điều khiển phương tiện đi từ đường phụ, đường hẻm ra đường chính một cách vô tư đã và đang diễn ra rất nhiều. Khi có sự cố va quẹt giữa người điều khiển xe, người đi bộ hoặc chẳng may liên đới đến các phương tiện có tải trọng lớn hơn như ô tô, xe tải thì hậu quả thương tâm xảy ra là điều không tránh khỏi. Vậy, điều khiển xe từ đường phụ ra đường chính như thế nào cho đúng? Để đó, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh do không hiểu luật của tác giả Thúy Hằng qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Hữu Phúc dài ông hai, Kim Liên dài bà hai, Ngọc Loan dài Loan, con của ông bà hai, Tường Duy vai Cường, quốc sĩ đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Vừa bước xuống xe, bà hay cằn nhằn đi vào trong loan thấy vậy nên ân cần đem nước cho bà uống má uống nước cho mát đi giờ ra đường á nóng nực lắm má nghĩ chút là khỏe à má bực á là bực ổng đó chứ có bực gì đường xá nóng nực đâu ủa làm sao vậy má bà làm gì á má bực mình ba vậy ai làm gì bà tự nhiên bực bội đùng đùng đòi về nhà liền chứ ba có làm gì đâu rồi dù gì á ba nói con nghe con phận xử cho hỏi bà kìa tự dưng từng tuổi này đòi lái xe đòi chạy mình lên, chịu nổi không trời má định chạy xe hả má ừ mua cái xe đạp điện á cho má chạy mình lên đi muốn đi đâu thì đi khỏi phải bực mình tôi không bực bội thì thôi mắc gì bà bực ông bực cái gì lòng con nghĩ coi ba đang lái xe đâu cần bà chỉ là phải chạy như thế nào đâu vậy mà hở ra là nói đằng trước có xe chạy chậm lại để xe lớn qua trước ô thôi đủ thứ à Tôi biết chạy xe mà, bà cứ chỉ hoài thì ai không bực. Chỉ hoài mà ông còn không nghe nên mới bị người ta chửi đó. Ồ, cái thứ đó là thuộc dạng thô lỗ, không có giáo dục. Hơi sức đâu bà nói. Ờ à, hay quá hen, nói người ta không giáo dục. Hứ, không có tôi á, là hồi nãy á ông bị nó quấn rồi á, ở đó mà chửi. Hứ, ngon đụng tôi đi, rồi biết. Bà má bình tĩnh đi, cụ thể sự việc lần sao vậy ba? Chuyện là như vậy, ba đang đậu xe khi đèn đỏ thì con thằng thanh niên bậm trận tới đòi hâm he đánh bà, Không lẽ ba nhịn nên bà cự lại, rồi hai bên xô sát nhau. chắc bà đã làm gì nên người ta mới vậy chứ ba? Bà. bà đã nói cái thứ côn đồ nên nó cư xử vậy, chứ bà có làm gì đâu? Nghe nói mà thấy tức. Lúc đang đỏ ông đậu xe chắn đường người ta quẹo phải nên không phải nhắc nhở, nhưng ông có thèm nghe đâu nên mới xảy ra cái sự. Bà ơi. Ba đậu xe cản đường người ta quẹo phải khi đèn đỏ Người ta chạy không được Nên xảy ra chuyện cũng đúng rồi đó Đó, má nói vậy mà ổng đâu có nghe Ổng nói má không biết gì Mà còn binh người khác Hồi nãy má không xin lỗi người ta là xảy ra chuyện lớn rồi đó Chuyện có gì đâu Có một chút xíu à, mà nó cũng làm hùng làm hổ lên Mình mà yếu đuối là nó làm tới Việc gì mà, mà phải xin lỗi nó Ba, như vậy là không có đúng Tại ba có lỗi trước thì mình nên dĩ quà chi quý ra đường nhường nhịn chứ hơn thua chi vậy ba Rủi xảy ra chuyện là ba chịu thiệt đó Ôi nói chuyện với má còn bày thấy chán à Sợ riết bị người ta đè đầu cởi cổ đó Mình sai á thì mình giận chứ hơn thua được gì đâu ba Một câu nhịn chính câu lành mà Đó lúc nào ổng cũng cho mình là đúng Bởi vậy á má mới đòi đi một mình ên cho yên Thôi đi bà mà chạy xe mới gây quả cho người ta đó thiếu quyết đoán, qua đường thì cứ nhấp nhấp, chạy xe thì cà rề, làm cản trở người khác. Trời ơi, đã sai rành rành mà còn bướng. Tôi không có làm gì sai hết. á Đậu xe, nó chạy không được, thì để từ từ tôi chạy lên rồi đi. Mẫn gì mà, mà hùm hổ dữ vậy? Tại người ta cũng gấp mà ba. Mày mốt á, ba đừng có chạy nữa nghe. Thì uh, lần sau ba chú ấy. Dạ, giờ ba má quà thuận vui vẻ đi. Nhà mình á, uh, sắp có khách, bộ ba má quên rồi hả? Uh. Sao quên Nhưng mà con nói ngày mai lẫn mà Thì ngày mai Tại con sợ không khiến gia đình nặng nề Kéo dài tới ngày mai luôn á Không có gì đâu Má con tự giận rồi tự hết hà Mệt Thôi con vô nấu nướng đi Má đi ngủ một chút Dạ Má Khi cơm chín á Con mời má ăn Trên một tuyến đường Ông hai đang từ trong hẻm chạy xe ra Thì đâm trúng cường Đang chạy trên đường lớn ơi nè 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 cậu kia cậu có mắt không vậy chú ơi do chú từ trong hẻm chạy ra nhanh quá và chú không quan sát gì hết cái gì người không quan sát là cậu đó cậu chạy rồi cậu phải nhìn chứ con đang chạy đường thẳng còn chú bất ngờ từ trong hẻm chạy ra cũng hên là con đang chạy chậm chứ nếu không thì nè 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 cậu chạy xe ở trên đường á thì phải biết là bất cứ lúc nào cũng có chuyện bất ngờ xảy ra cậu chạy xe ngoài đường chứ bộ chạy xe trong nhà hay sao hèn chi đụng tôi đây nè con thấy điều này... Thôi thôi thôi, không có nói nhiều. Hơn nữa là tôi chạy xe phân khối nhỏ đó ha. Chớ mà gặp mấy cái thằng chạy mà như ăn cướp á, là cả hai kéo nhau vô bệnh viện rồi. Xin lỗi đàng hoàng đi, rồi tôi bỏ qua. Con không có lỗi, chú chạy từ trong hẻm ra thì phải quan sát, giảm tốc độ. Chú đã không nhìn mà còn chạy nhanh nữa, nên mới xảy ra cớ sự. Chú sai á chứ không phải con. Nói thiệt, rủ chú chạy tông trúng xe ô tô hay xe tải thì sao? Ê, 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 ê. Tôi đã biết điều rồi, mà cậu còn ngoan cố hả? Muốn lớn chuyện chứ gì? Còn chỉ nói đúng pháp luật thôi. Bây giờ cậu muốn nói theo luật chứ gì? Để tôi kêu người am hiểu pháp luật ra nói chuyện với cậu. Đúng là ngựa non háo đá. Còn chỉ muốn cho chú rút kinh nghiệm lần sau thôi. Hay quá ha. Đợi đó đi, Ờ uh, alo, alo. Ừ uh, con hả? Ờ uh, con ra đầu hẻm giải quyết chuyện này cho ba đi. Ừ, uh, gấp lắm. Ừ uh, ừ uh, uh. Ra đi rồi biết, lại lên nghe. Ừ ừ. Rồi, cậu đợi đi. Đợi người am hiểu pháp luật ra nói chuyện với cậu. Con tin không có ai am hiểu luật mà không nhận ra vấn đề này đâu. Để coi, cái xe này hình như là bị trầy xước cái dè rồi đây nè. Chắc là phải thay luôn đây nè. Để coi còn cái gì nữa không Ây da, Trời ơi, cái chân tôi bị đau nữa đây nè Chắc phải uống thuốc bổ mới khỏe được Ba, chuyện gì vậy ba Ủa, Loan Anh Cường, sao mà anh ở đây Anh không tìm được nhà em hả Anh mới đi tới đây thì Ừ, Loan, Loan, Loan Cái cậu này là cái người mà tông trúng ba đó Ba mới chạy ra đầu hẻm là bị tông rồi á đáng vậy còn muốn nói lý với ba nữa, con đừng có nói đây là. Dạ, đúng rồi, anh cường người yêu của con đó ba, anh đây là ba em nè. Chết rồi, dạ dạ dạ, à, con chào ba, à, dạ à, con chào bác. Không có bác cháu gì hết trơn trời. nói luật đi rồi, rồi xử lý. Xử lý gì ba? Không có gì thì thôi đi, người quen mà ba. Không có quen lạ gì trơn, con nói đi, ai đúng ai sai cái cậu này á chạy ngoài đường lớn còn ba từ trong hẻm chạy ra chắc là lo ngó nghiêng mà không thấy ba nên đụng ba. Đã vậy còn nói ba sai nữa. Con nói cái vụ này giải quyết làm sao? Từ trong hẻm chạy ra ba phải quan sát, chạy chậm, ba chạy không quan sát tông trúng xe khác chạy ngoài đường là ba sai rồi đó ba ơi. Trời đất ơi, cái gì? Con con bên người dân hả? Ba, con chỉ nói sự thật thôi mà. Dạ, tại con sai, con xin lỗi bác lần sau con sẽ chú ý hơn, bắt bỏ qua cho con nghe bác, con sẽ đem xe bác đi sửa, rồi mua thuốc bồi bổ cho bác để bác mau khỏe. Thôi, thôi thôi thôi, tôi không có cần đâu. Bác, bác chết rồi, tính sao giờ em? Anh đâu có biết là ba em đâu, sao giờ? Đi theo em về nhà, ba vô nhà rồi, anh còn đứng đó chi nữa, lẹ lên anh. Ủa, cha con ông sao vậy? Rồi ông có mua đồ chưa? Còn thiếu nước cốt dừa, tôi đợi ông nãy giờ nè. Thôi khỏi đi. Không có mua sắm Mà cũng khổ có khách khứa vậy hết trơn á Ủa làm sao Cái gì ạ à? Dạ con chào bác Đây là anh Cường Bạn trai con đó má À ngồi ngồi ngồi, ngồi đi con Đi xa mệt dữ hen Tìm nhà bác cũng dễ ha Lon lấy nước mát cho anh uống đi con Dạ con cảm ơn bác Sáng con đi sớm nên cũng không mệt lắm Người mệt là tôi đây nè Hừ. <laughs> gì nữa hả à? Đánh răng chút coi Cha mẹ ở nhà khỏe không con Trúc về cho bác gái gửi lời thăm nha Nói à, bác mời ảnh chỉ rảnh xuống nhà chơi Dạ, ba mẹ con khỏe Con cảm ơn bác hừ, Chưa gì đã niềm nở Như người thân lâu ngày mới gặp vậy đây Rồi ông làm cái gì mà ông hừ hè nãy giờ vậy Bình thường nói chuyện nhiều lắm mà Sao bữa nay nín thinh rồi hầm hừ vậy Dạ, cái này là do lỗi của con đó bác Con lỗi gì Dạ, lúc nãy con chạy ngoài đường lộ Bác trai từ trong hẻm chạy ra rồi con tông trúng bác nhưng con lại không xin lỗi nên bác trai còn giận con. Ảnh cũng xin lỗi ba rồi mà. Ba bỏ qua đi ba, cũng đâu phải lỗi của ảnh đâu. Đó đó, bà nghe con gái bà nói chưa? Đúng là nữ sanh ngoại tộc mà. Tôi biết rồi, chạy xe từ đường nhỏ ra đường lớn, ông á không bao giờ ông giảm tốc độ và quan sát hết á. Tôi đi chung với ông nè, tôi biết mà. Này nghe rủi tông trúng xe tải hay là ô tô gì á thì khỏi nói gì hết ha nữa rồi à tôi đang mệt đó nghe chứ gì nữa vụ này ông sai thì cũng phải biết lỗi của mình chứ làm lớn đâu có được chèn ép tụi nhỏ bình thường nói á mà ông cứ ngoan cố à giờ xảy ra chuyện rồi đó ông chịu rút kinh nghiệm chưa ờ à, thầy uh, rút rồi không thấy tôi nín thình rồi sao vậy thì được nè cháu bác trai không có giận đâu Cánh ổng vậy đó, chút hết hả. Vậy ba cũng đừng có giận con nghe ba. Con có chuẩn bị cho ba chai rượu đế hảo hạng để ba lai like trai với anh Cường nè. Ừ, ờ, coi như uh, kỷ niệm ngày ra mắt đi. Cháu Cường nè. Dạ, bác trai đang vui, chuyện vừa rồi bỏ qua đi, con cứ tự nhiên nghe, coi như người một nhà, đừng có ngại gì hết á. Dạ, con cảm ơn bác. Ờ uh, thôi, giờ vậy. Uh, bữa nay uh, không sai không về nghe cháu. Dạ được. Nhưng mà... Ý của ảnh sợ, xỉn rồi á, không chạy xe được đó ba. <laughs> hiểu ý quá hèn. Không cần nói cũng hiểu người ta muốn gì luôn. Ba chọc con quài à. Ông bắt thằng nhỏ nhậu. Nhậu rồi sao lấy xe được mà về. Phải chấp hành an toàn giao thông chứ. Nhậu đi. Rồi sáng mai về sớm, thì có gì mà không được. Dạ, bác đã cho phép, thì con chấp hành. Ừ, được. Để coi đô của con tới đâu nha. Ba, ảnh nhậu rượu đế sao bằng ba được Lo quá hen Gác lại vụ lo đó đi Đem mọi lên đi Theo đúng á, ông phải cảm ơn rể tương lai đó nghe Nhờ nó, ông mới biết luật giao thông Biết dừng đúng chỗ, biết chạy đúng đường Biết rồi Từ nay bà nói vậy á Tôi nghe bà hết, chịu chưa <laughs> Ông này, chưa nhậu mà đã xỉnh rồi <laughs> thì nhất vợ nhì trời mà phải nhớ cho thiệt kỹ nghe cường dạ con sẽ làm y như bác dạy rồi vậy là từ nay có bạn cùng chí hướng rồi dồn cái đi con chung chí hướng khổ dài dài đó con ơi quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh do không hiểu luật của tác giả thúy hằng đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin tạm dừng quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt